chào tất cả anh em. Tôi đang đứng bên cạnh mẫu Toyota Vios. Đây là phiên bản G màu đen. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu một góc quay mới, quay từ góc nhìn thứ nhất. Có nghĩa là tôi nhìn thấy cái gì thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy tương tự như vậy. Chúng ta đi tổng thể một vòng quanh xe. Phiên bản màu đen này thì đang có giá niêm yết là 650 triệu. À xin lỗi các bạn, đang có giá niêm yết là 606 triệu. Tuy nhiên thì xe đang được giảm giá rất nhiều, tổng chương trình khuyến mại lên khoảng 70-75 triệu. Để sở hữu cái mẫu xe này thì hiện tại bây giờ chúng ta bỏ ra chi phí rất thấp, khoảng 550 triệu. Đây chính là chiếc xe này là có giá 550 triệu mà tôi vừa bán ngày hôm qua. Sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục để ra biển Hà Nội thì khách hàng sẽ phải chi trả tổng rơi vào khoảng tầm 650 triệu là xe đã có thể lăn bánh. Trong khi đó thì xe sẽ được bao gồm tất cả các phụ kiện đầy đủ hết, như là dán phim cách nhiệt, trải sàn, camera lùi, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ. Mẫu Vios G này thì được rất nhiều khách hàng tin dùng vì cái sự tiện nghi, rộng rãi, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu và cái chi phí vận hành rất là rẻ. Đây các bạn nhìn cái mức tiêu hao nhiên liệu này. Đấy, nó chỉ rơi vào khoảng 5,7 lít là đường kết hợp, 7,1 lít là trong đô thị và 4,9 lít là ngoài đô thị. Đây các bạn xem hàng ghế thứ hai, rất là rộng luôn. Đây. Hàng ghế thứ hai của mẫu Vios này. Đây các bạn nhá, có đầy đủ hết tất cả kệ thì tay này. Thuận tiện ghế ra thông khí. Khoang sau rất là rộng rãi, tuy nhiên thì lại chưa được trang bị điều hòa. Còn ghế thứ hai. Rồi chúng ta vào trong khoang cabin một chút để xem cái tầm nhìn khi mà chúng ta ngồi lái xe thì nó như thế nào. Đây các bạn quan sát này. Ghế. Ây da, nóng quá, thử khởi động cái điều hòa phát. Đấy, lên phát mát ngay. Đây, nếu mà đây là vị trí ngồi lái của hành khách. Các bạn thấy cái khoang nội thất ở cái góc nhìn này nó như thế nào? Cũng được đúng không ạ? Vios thì bây giờ về cơ bản là thay đổi rất nhiều rồi. Toàn bộ cái cụm phía trước này được thay đổi hết này. Đấy, nó có thêm hai cái giải mạ bạc ở đây. Nó tạo cho cái xe nó có được cái cảm giác nó sang trọng hơn. Chỗ này thì toàn là nhựa nhưng mà giả kính hết. Màn hình 7 inch. Các bạn nhìn quả màn hình. Tôi hay trêu đùa nó là Transformer. Màn hình gập như kiểu xếp hình luôn. Đó. Màn Pioneer bạn nhé, 7 inch. Khoang lái, cụm đồng hồ. Vios thì phải công nhận là trong tháng 6 này khuyến mại rẻ thật. 550 triệu cho chiếc xe Vios số tự động bản G cao cấp nhất. Hoàn thiện thủ tục biển Hà Nội 650, biển tỉnh khoảng 625 triệu. Quá rẻ, Vios chưa bao giờ rẻ như vậy. Từ ngày xuất xưởng đến bây giờ chưa lúc nào mà khuyến mại nhiều như thế. Hiện tại cái mẫu Vios G 2019 này thì nếu các bạn mua xe có một số cái phụ kiện chúng ta cần phải trang bị thêm thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ Toyota đang tặng hết dán phim cách nhiệt này, đấy, trải sàn da, camera lùi, camera hành trình. Đấy là những cái cơ bản nhất. Còn cái tiện nghi của xe thì thật ra Toyota người ta hướng đến một cái tiện nghi có thể nói là thật sự cần thiết. Ví dụ như điều hòa tự động là cần thiết này. Đó. Màn hình DVD cộng với camera lùi cộng cảm biến bây giờ cũng đã rất là cần thiết rồi. Cruise control thì con này chưa có này. Chìa khóa thông minh cũng đã có rồi. Nhưng mà cái điểm mà tôi thích nhất ở mẫu xe Vios đó chính là cái hệ thống hộp số tự động vô cấp. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và các bạn thấy ví dụ chúng ta đi ở cái vận tốc lớn 80-100 km/h thì cái vòng tua động cơ nó chỉ rơi khoảng tầm 2.000 vòng trên phút thôi. Đó là lý do vì sao mà nó bền, tiết kiệm nhiên liệu. Vios này nó có rất nhiều màu để các bạn lựa chọn nhé. Ví dụ như là đen này, vàng cát này, trắng này, đỏ này, bạc này và màu xám lông chuột. Toàn bộ thông tin về cái mẫu Toyota Vios này, nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu thì xin vui lòng liên hệ với số hotline để có cái thông tin và giá bán chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video clip tiếp theo.
cái góc nhìn này nếu có làm các bạn hài lòng hay không hài lòng thì cứ comment góp ý để chúng tôi sửa chữa và ghi nhận trong những video clip tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.